to là bạn giả điên, tôm có vừa là bạn giả điên, à, tôm nhỏ giả điên, mà chị nói á, tôm to thì là đem bạn để mà mua sách, mua ảo quân, sách vở cho con, à, má chị nói á, phải đưa lên đổi cho con ăn, tại sao người ta có tiền người ta mua, mà mình lại, mình làm được mình lại đem bán, xong rồi á, thì phần mà tôm nhỏ nhất là chị đem lên núi á, chị đổi là sẵn ngô, khoai, mít, cái gì mà đổi được hết, xong rồi chở một xe về để chở bán lại trong ngày hôm sau. Và thường xuyên chỉ bán như vậy là con là bán không hết á, nó con là bị ươn, bị ươn về mà chị đem làm mắm và suốt mùa đông là chị ăn mắm. Và chị nói mà chắc con được sáu đứa con đi buôn bán thì được không, vì con bán không mua con là ở thôi mình đi học đi buôn bán hết á. Như vậy từ năm sau chị á, chị không bao giờ đi buôn bán, không bao giờ làm kinh viên, chị là đi học rồi về là đi dạy rồi đi làm một ít mà chị thích thôi. Xong rồi thì cái mà chị kể em khi mà chị gặp câu chuyện gì đó đấy á, thì lúc đó chị bắt đầu mới đi bán. Và chị cứ bán ra nó cứ phát triển như vậy. Và cái khó khăn lớn nhất đó là mình hiểu bài sau mình làm thì có một gì thì hiểu rất là đằng sau, cái sâu cái đằng sau đó thì mình chỉ biết được là nếu những người dân cứ tiếp tục sử dụng nước mắm công nghiệp, các loại mắm công nghiệp, khi cái văn hóa mắm mình sẽ mất. Mình ung thư, đặc biệt mình ung thư bởi vì em biết được cái tích lũy sinh học đúng không, mỗi ngày một chút, nhưng mà để một điểm bùng phát ra đó, một điểm nó đủ cái độ bùng phát là em sinh bệnh. Và Việt Nam mình là một trong 13 nước bởi vì cũng tỷ lệ ung thư cao nhất thế giới. Đến Mỹ họ có đặt hẳn trung tâm nghiên cứu về ung thư ở cái điều này. Và không ai nói tất cả những người nói cả em biết như này, Việt Nam mình chỉ đến như được gọi là chuyện đẻ như là chuyện bệnh, chuyện tình là như là chuyện da. Và khi chỉ biết được như vậy, và một điều thứ ba nữa đó là phụ nữ là con tôi làm mắm. Và khi mà phụ nữ mà làm mắm có tiền á, thì mà chị nói rất là thì mà chị mới vô đó, mà chị không nói một câu là chị đi học đi một tháng là cho mình 300.000, thì chị không đủ can đảm để đi học. Nhưng mà chị nói như vậy mà chị đi buôn bán buôn cá một ngày bỏ 10.000 để mà nói sau đây mà chị không cho chị chỉ có một cái buôn cá hỗ trợ, nhưng mà như là không phải có mà chị phải đủ tin để đi đi học. Và chị tin á, khi phụ nữ mà có tiền á thì chắc chắn họ phải đầu tư cho con cái và tôi phải ăn đi con, còn như chị là được mà chị có luôn. Và đó là cái gốc của phát triển. Nếu như chị không đi được á thì chị không thể giúp sáu đứa em của chị đi được, thì không thể giúp những bạn học sinh nghèo quê chị mang học bổng để cho đến trường mà Thiên Nam làm hàng năm. Một năm như vậy là Thiên Nam cấp 5 học bổng cho các sinh viên của tỉnh Quảng Trị đầu đại học đang khó khăn. Và chị cũng sẽ có các bạn nên cho các bạn cho năm tiếp theo để chị được cái gốc của giáo dục của ban phòng như thế nào thì sẽ phát triển của chị bản thân và của cả gia đình nào. Và có nhiều lắm, nhưng mà quan trọng mình biết tại sao mình làm và mình kiên trì ra buổi đó thì sẽ tìm ra cách. Đó là vì sao chị cả em cứ đặt họ. Dạ, em có hai câu hỏi.